Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tình cảm của người dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bí thư tỉnh ủy gặp mặt tặng quà tri ân gia đình chính sách người có công. Tiên lữ tích cực chống úng do mưa lớn ảnh hưởng từ bão số 2. Thưa quý vị và các bạn, để tỏ lòng thương tiếc vô hạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiên trung, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, người con ưu tú của Đảng và dân tộc, lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức quốc tang tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Cùng với toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước, chiều nay, đoàn viếng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban ngành, đoàn thể và đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trải qua nhiều vị trí, cương vị khác nhau. Ở cương vị nào, đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Trên 55 năm hoạt động liên tục, được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng với tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc bén, gắn kết chặt chẽ với tổng kết thực tiễn, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, bổ sung hoàn thiện và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày hôm nay. Trọn cuộc đời, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần không lùi bước trước những trở ngại, khó khăn, khẳng định một nhân cách lớn, coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất, giữ vững nguyên tắc sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Đồng chí thực sự là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, lối sống giản dị, phong cách làm việc dân chủ, tận tụy, khoa học, tôn trọng và yêu thương con người, được cán bộ đảng viên và nhân dân kính trọng, tín nhiệm cao, tin tưởng và yêu quý, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao. Với nhiều công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm, làm việc, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đồng chí tin tưởng và mong muốn rằng với truyền thống lịch sử vẻ vang của một vùng đất văn hiến, giàu truyền thống cách mạng và anh hùng, với những thành tựu to lớn đã đạt được cùng với khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ đoàn kết chặt chẽ, chung sức đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
viết lưu bút vào sổ tang, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên viết: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo lỗi lạc, nhà tư tưởng, nhà văn hóa vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng để cán bộ đảng viên và nhân dân học tập và noi theo. Xin trân trọng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể tang quyến. Trên mọi nẻo đường Tổ quốc những ngày này đều treo cờ rủ, nhịp sống dường như chậm hơn, trầm lắng hơn để tưởng nhớ sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người con ưu tú của dân tộc. Cùng với cả nước, nhân dân thành phố Hưng Yên đã bày tỏ niềm kính trọng và tiếc thương vô hạn khi xem lễ viếng Tổng Bí thư qua sóng truyền hình. Gác lại mọi công việc, sáng nay, ông Hoàng Quốc Phượng, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi và một số đảng viên chi bộ Bãi Sậy đã cùng theo dõi truyền hình trực tiếp lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù chỉ có thể theo dõi lễ viếng qua sóng truyền hình, ông Phượng và các đảng viên đều xúc động bùi ngùi khi phải tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc, nhà văn hóa lớn, nhà lý luận xuất sắc, vị Tổng Bí thư kiên trung với lý tưởng cách mạng. Vẫn biết sinh lão bệnh tử ai cũng theo quy luật đó, nhưng khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư của Đảng chúng ta từ trần, không những tôi mà mọi người dân trong cả nước đều rất bùi ngùi xúc động. Cảm nhận của tôi thấy Đảng và nhà nước đã tổ chức hết sức là trang nghiêm. Vô cùng nuối tiếc, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tận tụy vì nước vì dân, và không những riêng bản thân tôi và tất cả đảng viên trong chi bộ tổ dân phố chúng tôi và nhân dân của toàn quốc là đều thương tiếc vô hạn đối với đồng chí Tổng Bí thư. Bác làm việc đến hơi thở cuối cùng và hết mình vì nước vì dân. Với vai trò là một cán bộ đảng viên và của một đảng bộ thì chúng tôi luôn luôn học tập, rèn luyện và phấn đấu hết mình theo gương của Bác để tiếp tục đi theo cái con đường sự nghiệp mà Đảng và Bác Nguyễn Phú Trọng đã lựa chọn và Bác đã cống hiến nhiều năm qua. Theo dõi từng đoàn người kính cẩn vào viếng Tổng Bí thư, ông Tô Văn Công ở đường Nguyễn Công Hoan càng không khỏi tiếc nhớ về kỷ niệm vinh dự được gặp Tổng Bí thư nhiều năm về trước. Trái tim ông mãi khắc ghi hình ảnh một cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước hết sức giản dị, gần gũi và chan hòa. Tôi có dịp gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dịp Tổng Bí thư đến nhà thầy giáo của tôi và thầy cũng là ông chú tôi. Bác phải đi bộ một đoạn khá dài vì nhà thầy tôi trong ngõ. Thế mà bác rất nhiệt tình, một con người cao quý vĩ đại nhưng mà lại rất giản dị đời thường, gần gũi. Trong tiếng nhạc hồn tử sĩ, nhiều người dân không kìm nén được sự xúc động bùi ngùi, tiếc thương. Sự ra đi của Tổng Bí thư là tổn thất to lớn của toàn dân tộc. Song những đức tính cao đẹp, lối sống giản dị và đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục sự nhân dân của Tổng Bí thư sẽ được các thế hệ cán bộ đảng viên và người dân học tập noi theo. Ghi nhận tình cảm, lòng tiếc thương vô hạn của người dân tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, nơi Tổng Bí thư đã về thăm. Tại gia đình ông Nguyễn Hồng Nam, cháu nội mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Trãi, người đã được Tổng Bí thư đến thăm tặng quà, thì ngay đầu giờ buổi sáng, nhiều người đã tụ họp về đây để cùng theo dõi lễ viếng qua truyền hình. Hầu hết đều là những người đã được gặp gỡ và nói chuyện hoặc là chứng kiến ngày Tổng Bí thư về thăm. Hơn 10 năm đã qua kể từ khi Tổng Bí thư về thăm, nhưng hình ảnh dung dị, những câu chuyện tràn đầy tình cảm đời thường của một vị lãnh đạo cấp cao với người dân vẫn như mới vừa hôm qua. Khi bác Trọng về thăm gia đình thì lúc bây giờ mẹ tôi còn sống, là thì bác nói chuyện rất là tình cảm, rất là thân thiện với mọi người trong gia đình. Bác thân mật mà sống dân dã lắm. Thế tôi mới bác là còn đứng ở cửa cái chụp ảnh, xong rồi bác bảo thế tôi với bà là chụp ảnh, thì bây giờ bà xưng danh bà đi, xong xem bà bao nhiêu tuổi thì gọi thế báo cáo với bác này. Em là sinh năm 47. Bảo thế thì bà phải là em tôi. Tôi được là anh, tôi là sinh năm 44. Tại thị trấn Yên Mỹ,
nơi Tổng Bí thư về dự ngày đại đoàn kết tháng 11 năm 2013 để bày tỏ lòng thành kính tiếc thương người lãnh đạo kiệt xuất cống hiến cả cuộc đời cho nước cho dân. Từ vài ngày nay đã treo cờ rủ, biển chữ điện tử chạy trên đường cũng được thay đổi bằng dòng chữ vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi không đến thắp hương Bác được, và anh em tôi tổ chức ngồi lại và thông qua buổi truyền hình trực tiếp này để tỏ lòng thành kính với Bác, tình cảm và sự thương nhớ đến Bác, để anh em chúng tôi đã và đang phấn đấu thực hiện những lời căn dặn của Bác dịp Bác về dự và ngày đại đoàn kết toàn dân tộc tại quê hương thị trấn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nay đã đi xa, nhưng hình ảnh, tình cảm của người vẫn sẽ mãi mãi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng. Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Sáng nay tại Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có Công, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Báo Dân Chí tổ chức chương trình tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban sở ngành và 77 gia đình đại diện cho 150.000 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trân trọng gửi tới các đại biểu người có công với cách mạng lời thăm hỏi ân cần, thân thiết và lòng biết ơn sâu sắc. Đồng chí khẳng định những mất mát, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là không gì bù đắp được. Trong thời gian tới, các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các chủ trương chính sách đối với người có công với cách mạng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, có hành động thiết thực, cụ thể, tích cực, góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, đưa phong trào đền ơn đáp nghĩa trở thành hoạt động thường xuyên trong mọi mặt của đời sống xã hội. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, công trình thi công liệt sĩ, đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, quy tập hài cốt liệt sĩ, kịp thời thông báo và tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng. Tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các đại biểu trao quà tặng 77 gia đình chính sách người có công với cách mạng, Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có Công. Đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao 1 tỷ đồng trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh thông qua các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tại các địa phương trong tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hưng Yên trao 327 triệu đồng ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh. Cùng ngày, tại huyện Ân Thi, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã đến thăm tặng quà bệnh binh Hoàng Văn Lưỡng, thôn Trung, thị trấn Ân Thi và thương binh Lê Xuân Bệ, thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách, thương binh ở các địa phương. Đồng chí Đào Hồng Vận, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng ông Phạm Ngọc Ngữ, sinh năm 1950 ở thôn Phú Oanh, xã Nhật Tân, là thương binh hạng 3/4 và là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam. Ông Phạm Khánh Thiện, sinh năm 1953 ở thôn Tam Nông, xã Hưng Đạo, là thương binh hạng 1/4. Tại các nơi đến thăm, đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trân trọng đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời bày tỏ sự tri ân với những người có công với cách mạng. Đồng chí Đào Hồng Vận đã thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống, chúc các thương binh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Đồng chí Phạm Văn Khuê, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà đồng chí Phạm Tiến Vinh, sinh năm 1951, là đối tượng bệnh binh 2/3, tỷ lệ thương tật 61%, đang sinh sống tại thôn Yên Thổ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Thăm tặng quà đồng chí Đỗ Hữu Mạnh, là đối tượng thương binh 1/4, tỷ lệ 81%, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu ân cần thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe, trường thọ đối với các gia đình thương bệnh binh, mong muốn các gia đình tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống của gia đình, quê hương, ra sức học tập, lao động để tiếp tục xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước ngày càng cường thịnh.
đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy cùng lãnh đạo huyện Kim Động đã trao tặng quà ông Vương Toàn Tâm, sinh năm 1945, là thương binh ở thôn Quang Tiến, xã Thổ Vinh, và ông Trần Văn Ứng, sinh năm 1952, là thương binh bị nhiễm chất độc hóa học ở thôn Phú Cường, xã Phú Thịnh. Trao quà của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng các thương binh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, quá trình tham gia quân ngũ và công tác của các thương binh, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Lê Quang Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện Khóa Châu, thăm tặng quà ông Đặng Văn Tạo, sinh năm 1940, là bệnh binh nhiễm chất độc hóa học, trú tại thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch. Ông Nguyễn Lương Yên, sinh năm 1949, bị nhiễm chất độc hóa học, trú tại thôn Đông Kim, xã Đông Tảo. Và ông Nguyễn Hữu Bèn, sinh năm 1948, bị nhiễm chất độc hóa học, trú tại thôn Phương Đường, xã Tư Dân. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúc các đồng chí thương binh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, luôn là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo. Đồng chí Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Tại phường Hiến Nam, đồng chí Bí thư Thành ủy đã đến thăm tặng quà ông Ngô Thanh Yên, sinh năm 1948 ở đường Văn Miếu, khu phố Chùa Chuông, là thương binh 81%. Tại phường Quang Trung, đoàn đến thăm và tặng quà ông Đặng Xuân Quyết, sinh năm 1954 ở khu phố Điện Biên, là thương binh 36%. Ông Bùi Việt Hồng, sinh năm 1961 ở khu phố Hai Bà Trưng, là bệnh binh 61-70%. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp cùng Viettel Hưng Yên, MIC Hưng Yên, MB Hưng Yên, Tổng Công ty May Hưng Yên, Công ty Cổ phần và Ủy ban Nhân dân phường An Tảo tổ chức khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Lưu Đình Thế, sinh năm 1950, là đối tượng đang hưởng chế độ bệnh binh và chất độc da cam, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường An Tảo. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào cùng các đồng chí lãnh đạo thị xã đã thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Trong dịp này, thị xã Mỹ Hào đã trao trên 4.000 suất quà của Trung ương và của tỉnh, trong đó 1.958 suất quà của Trung ương, 1.967 suất quà của tỉnh cùng 65 suất quà của thị xã đến các thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Thị ủy Mỹ Hào tới thăm và trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho gia đình bà Nguyễn Thị Dứ, là vợ liệt sĩ ở thôn Hòa Đam, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, và ông Nguyễn Văn Từ, là nạn nhân chất độc da cam, sức khỏe yếu ở tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Chí Kiên. Đồng chí Lê Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy Văn Giang cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Tại những gia đình đến thăm, các đồng chí trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và trao quà tặng cho các gia đình, đồng thời bày tỏ tình cảm sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của người có công, thân nhân người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Được biết, dịp 27 tháng 7 năm nay, ngoài quà của Chủ tịch nước, của tỉnh tặng, huyện Văn Giang đã trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện tặng 77 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Do mưa lớn ảnh hưởng của bão số 2, gần 200 diện tích lúa của huyện Tiên Lữ bị ngập úng cục bộ. Trong đó, xã Thủ Sĩ có trên 80 ha lúa ngập úng trong ngày thứ hai. Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo 100% các trạm bơm chống úng hoạt động hết công suất. Tổng diện tích lúa ngập úng đã được khắc phục là gần 70%, hiện còn khoảng 130 ha vẫn đang bị ảnh hưởng. Nước trên hệ thống sông trục nội đồng dâng cao gây áp lực cho sông Bản Lễ và một số sông kênh tiêu trên địa bàn. Bên cạnh đó, nước tại xã Thủ Sĩ tiêu chậm do là địa phương nằm trong vùng đệm tiêu úng cho diện tích ngập úng phía đông của thành phố Hưng Yên. Diện tích ngập úng của Thủ Sĩ là đa phần là đều ngập và ngập như các đồng chí thấy là ngập trắng và thẳng băng luôn. Và hiện tại thì mới chỉ rút được một chút của cánh đồng quan, còn lại tất cả các xứ đồng còn lại của thôn Ba Hàng đều là vẫn đang trong tình trạng là ngập hoàn toàn. Được biết, hiện trạm bơm Trường Tương đang là trạm bơm tiêu úng chính cho các xã phía đông nam của huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên, trong đó có xã Thủ Sĩ. Hiện trạm này đang vận hành trên 95% công suất nhằm chống úng cho diện tích ngập nước của hai địa phương nêu trên. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều diện tích đất canh tác của người dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên bị ngập úng.
mặc dù đã khẩn trương tiêu thoát nước, nhưng đến 14 giờ chiều ngày 25 tháng 7, thành phố còn khoảng 400 hectare nhãn, lúa và rau màu vẫn bị ngập cục bộ. Trong đó còn khoảng 50 hectare rau màu ở xã Trung Nghĩa, hơn 90 hectare lúa ở các xã Liên Phương, Phương Triều và khoảng 165 hectare nhãn ở Phương Triều, Hồng Nam, Tân Hưng vẫn ngập. Một số cây nhãn lác đác có hiện tượng đứt quả. Để giảm thiểu thiệt hại, các diện tích nhãn chín đang được bà con tranh thủ thu hoạch, đồng thời tiếp tục khơi sâu rãnh thoát nước để tăng khả năng tiêu úng trong các vườn nhãn. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố tiếp tục huy động các trạm bơm Bảo Khê, Tân Hưng, Cửa Gàn, Cống 66, xã Hồng Nam, trạm bơm An Vũ cùng với sự hỗ trợ của trạm bơm Triều Dương, huyện Tiên Lữ để tiêu thoát nước. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.